Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ thực hiện tiếp ứng dụng To-do list Task Manager. Trong bài này chúng ta sẽ cài đặt cơ sở dữ liệu SQLite. Mục tiêu bài học này chúng ta sẽ tạo ra cơ sở dữ liệu SQLite, tạo ra lớp DB Helper, tạo ra lớp Task DAO hiển thị danh sách trong DB, thêm dữ liệu, sửa dữ liệu và xóa dữ liệu như thế nào. Sau đây chúng ta sẽ đi qua phần demo chương trình. Đầu tiên thì các bạn mở trình duyệt lên. Ở đây thì các bạn sẽ search cho mình cái từ khóa là SQLite Online. Ở đây thì chúng ta sẽ vào trang SQLite Online. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra cho nó một table. Ở đây thì chúng ta sẽ viết lệnh create table. Table của chúng ta là table task. Nó sẽ bao gồm các trường dữ liệu sau. Ở đây có là ID kiểu integer. Từ primary key. Và chúng ta sẽ cho nó tự động tăng các bạn nhé. Auto increment. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có trường title kiểu test. Content kiểu test. Day kiểu test. Time kiểu test. Sau đó chúng ta sẽ thực hiện chạy chương trình. Chạy chương trình thì các bạn sẽ bấm vào run. Thì đây nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái table task ở đây các bạn này, bao gồm các cái trường dữ liệu. Ở đây thì chúng ta sẽ đảm bảo như thế nào? Đảm bảo câu lệnh của chúng ta viết là đúng cú pháp của SQLite. Sau đó thì các bạn sẽ vào trong cái ứng dụng của chúng ta và chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái lớp là DB Helper. Đầu tiên thì các bạn mở Android Studio lên. Ở đây các bạn sẽ new cho mình một bucket đặt tên là Data Bay. Và trong cái folder bucket Data Bay này thì các bạn sẽ new cho mình một class. Các bạn đặt tên là DB Helper. Class DB Helper này nó sẽ kế thừa từ một SQLite Open Helper. Sau đó các bạn bấm vào và chúng ta sẽ implement các cái phương thức của nó, implement methods. Và chúng ta sẽ override hai phương thức của nó. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai phương thức. Một phương thức là on create và một phương thức là on update. Ở đây chúng ta sẽ tạo ra một hàm connector. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra một hàm connector helper. Ở đây thì chúng ta chỉ cần một tham số là contact thôi. Và shipper của chúng ta ở đây name là cái tên database. Đặt tên database thì chúng ta có thể là đặt tên là DB task. Factory này thì các bạn sẽ để là null. Version thì chúng ta sẽ cho là version 1. Cái này là tạo database. Tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện viết câu lệnh tạo bảng hay còn gọi là tạo table. Ở đây thì chúng ta sẽ tạo ra là string sql task bảng. Và chúng ta sẽ đi qua trình duyệt và chúng ta sẽ copy lại cái câu lệnh mà chúng ta đã viết trước đó. Ở đây thì các bạn thấy chúng ta sẽ copy câu lệnh này. Sau đó chúng ta sẽ dán vào.
Nếu dài quá thì các bạn có thể là enter xuống dòng. Sau đó thì chúng ta tạo database bằng cách là sẽ bạn sẽ gọi ở đây thì chúng ta sẽ gọi là SQLite database. Ở đây thì các bạn có thể sửa lại thành DB cho nó ngắn các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ là db.sql query SQL task. Ở đây là nó giúp chúng ta tạo ra được một cái database là có thể bộ là task. Ta làm update của chúng ta, ở đây chúng ta sẽ có ba tham số. Cái này chúng ta sẽ sửa là db. Integer này là cái này là version old version. Còn cái này là new version. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ viết gì? Chúng ta sẽ viết một cái câu lệnh if mà old version của chúng ta mà khác new version thì chúng ta làm cái gì đó khác nhau, thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh là db.sql query và chúng ta sẽ drop table exit. Và chúng ta sẽ truyền vào cho nó cái tên của sample của chúng ta. Tên sample của chúng ta là task. Chúng ta sẽ truyền vào. Có nghĩa là chúng ta sẽ drop cái sample task này nếu nó tồn tại. Sau đó thì chúng ta sẽ gọi là hàm onCreate database. Ở đây thì chúng ta đã tạo ra được một cái database DB helper. Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái table và kiểm tra nếu mà version khác nhau thì chúng ta sẽ drop table và sau đó chúng ta sẽ tạo lại cái database của chúng ta. Tiếp theo thì các bạn quay lại cái trang web SQLite của chúng ta. Ở đây thì các bạn click vào cái sample tag của chúng ta, bạn bấm chuột phải và bạn chọn là insert row. Đây chúng ta sẽ nhập vào, ví dụ ID bằng 1 này. Title thì các bạn ghi là Android. Ở đây chúng ta ghi là học Android cơ bản. Ngày thì ở đây chúng ta sẽ cho ngày 12/12/2023. Type ở đây dễ. Sau đó bạn bấm sau SQL. Ở đây là câu lệnh SQL của chúng ta. Các bạn có thể tắt nó xuống và dán vào đây. Ở đây thì các bạn sẽ cho nó nằm trên một dòng cho nó dễ nhìn các bạn nhé. Ở đây thì câu lệnh nó tự động sinh ra nên câu lệnh này nó sẽ là chính xác, chúng ta không cần phải suy nghĩ, chúng ta chỉ cần copy vào. Đây thì các bạn có thể là tạo ra cho nó nhiều giá trị, thế là em còn nó C này cho nó bằng phải. Đây thì chúng ta sẽ sửa là bản 2, ví dụ như là cái này là Android 2 rồi cơ bản 2 cũng như thế, và tương tự như thế thì các bạn phải và chúng ta còn lên C. Ở đây là chúng ta sẽ chọn 3, chúng ta sẽ nhập vào ba cái Android đây, các bạn màu đen đi, sau đó bạn bấm run. Các bạn sau đó thì chúng ta sẽ viết câu lệnh select sound from task. Ở đây thì các bạn thấy chúng ta sẽ có ba title Android. Sau đó thì chúng ta sẽ copy cái câu lệnh insert này các bạn nhé.
Có lẽ insert là công đoạn này chính xác rồi, bằng sẽ copy. Sau đó các bạn vào Android Studio, các bạn mở Android Studio này, ở đây trong phần on create này. Ở đây thì các bạn sẽ viết cho mình câu lệnh là string SQL insert và đoạn dán vào chấm phẩy. Ở đây thì câu lệnh của chúng ta nó dài thì các bạn cứ enter xuống value này, bạn enter xuống này, enter xuống. Ok chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ gọi câu lệnh là db.sql. Sau đó thì các bạn sẽ gọi cái hàm SQL insert. Tiếp theo thì các bạn sẽ new cho mình một cái bucket, các bạn đặt tên là DAO. Trong bucket DAO này thì các bạn sẽ new cho mình một class, các bạn đặt tên là task.do. Trong task.do này thì các bạn sẽ khai báo một cái private db helper private database. Và ở đây chúng ta sẽ tạo ra cho nó một cái hàm constructor. Đây chúng ta sẽ điền vào cho nó một cái context. Trong cái hàm constructor này thì chúng ta sẽ thử tạo db helper bằng new db helper context, mà chúng ta sẽ có mã database bằng db helper chấm get rồi cho phép ghi. Cuối cùng thì chúng ta sẽ chạy chương trình lên và kiểm tra kết quả. Ở đây thì các bạn sẽ chọn emulator và bấm run. Các bạn chờ cho cái emulator của chúng ta load lên. Chương trình của chúng ta chạy lên như sau. Ở đây thì chúng ta chưa thiết kế giao diện nên chương trình của chúng ta là chương trình Hello World. Ở đây thì các bạn sẽ vào trong cái tab App Inspection. Ở đây thì các bạn thấy chúng ta đã tạo ra một cái database là db tag. Trong db tag thì nó sẽ có một cái thái bộ tag. Ở đây thì các bạn bấm vào nữa tag, bấm chuột phải. Hoặc là các bạn bấm vào cái này các bạn. Và chúng ta sẽ viết câu lệnh select sound from task. Sau đó các bạn bấm run. Ở đây các bạn thấy chương trình của chúng ta nó sẽ chạy lên. Nó hiển thị ra danh sách các cái task công việc của chúng ta ở trong database. Ở đây thì các bạn thấy chúng ta đã chạy lên được sử dụng đã tạo ra được database và chúng ta insert các cái dữ liệu vào. Các bạn chú ý khi mà chúng ta làm việc với SQL SQLite này, nếu mà chương trình của chúng ta xảy ra lỗi, nếu mà lỗi xảy ra thì các bạn nên gỡ ứng dụng ra, chú ý nhé, gỡ ứng dụng ra và chạy lại.